Mến chào các bạn! Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ điểm xuyết và điểm xuyến. Trước hết, điểm xuyết. Điểm xuyết là từ gốc Hán, có nghĩa là sửa sang, trang trí, tô vẽ thêm cho đẹp hơn. Điểm xuyết là điểm thêm vào nhằm làm cho đẹp hơn. Thí dụ, tấm lụa có điểm xuyết những hình lá cây nhờ điểm xuyết mấy chiếc lá bức tranh sinh động hẳn lên thứ hai điểm xuyến điểm xuyến là nhất sai hoặc đọc sai không được sử dụng trong tiếng việt vậy nên điểm xuyết mới là từ đúng các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ lưỡng lự và phân vân mến chào tạm biệt các bạn